Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi trở lại để tiếp tục giới thiệu đến quý vị những sản phẩm rất là độc đáo của công ty mỹ phẩm Forever Biomore. Và thưa quý vị, có mặt trong chương trình ngày hôm nay như thường lệ là cô Ngọc Nhi, giám đốc điều hành của trung tâm mỹ phẩm Forever Biomore. Xin gửi lời chào đến Ngọc Nhi. Mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chào anh và tất cả quý vị. Thưa quý vị, bữa nay hai đứa mình sẽ mặc đồ giống giống màu nhau, người ta có hẹn không vậy? Có không? Tôi lợt hơn tí cô. Cô nổi hơn, cô đẹp hơn. Cái điều đó tôi không có phủ nhận. Nhưng mà bởi vì đó là một cái lời nhắc nhở khéo để tôi khen cái áo của cô. Thì bây giờ tôi khen cái áo của cô nó đẹp, cái màu nó đẹp. Được chưa? Được rồi, khoái rồi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi, đây là anh Nam Phong và hai anh em làm việc chung với nhau cũng trên 5 năm anh hả? Thì tất cả những đài cứ nói đó ở radio thì rất là thích Ngọc Nhi với Nam Phong về cái vấn đề mà nói chuyện hai pha trò và rất là tự nhiên với nhau. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều khán thính giả gọi vào lầm tưởng rằng là anh là ông xã của em. Nói rằng nghe nói ông xã Ngọc Nhi làm mỹ phẩm mà lâu lắm thì biết mặt. Thì thưa quý vị, anh Nam Phong là còn trai tơ nhé, chưa có gia đình, chưa có người yêu luôn nữa. Quảng cáo cho luôn. Chứ không phải ông xã Ngọc Nhi, là anh Ngọc Nhi thôi. Thì thưa quý vị, trở lại chương trình ngày hôm nay, đó là Ngọc Nhi với anh Nam Phong muốn chia sẻ với quý vị một cái sản phẩm rất là độc đáo, phải không anh? Vâng, thưa với quý vị, nói đến công ty mỹ phẩm Forever Biomore, đây là một cái công ty mà đặt nặng cái vấn đề bảo vệ da, làm cho làn da đẹp lên. Đó là cái phương châm của công ty. Và cái đẹp nó đến từ cái tự nhiên, nó đến từ phía bên trong chúng ta, chứ nó không phải là nó chỉ có một cái lớp sơn nó phủ bên ngoài rồi sau đó là chấm hết. Thì thưa quý vị, cái mục đích mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm hết sức là độc đáo của công ty. Đây là một cái sản phẩm để làm đẹp da và trắng da. Chỉ hai cái mục đích đó thôi là quý vị thấy là nó đã đủ rồi. Bởi vì ai cũng muốn làn da của mình đẹp, ai cũng muốn làn da của mình trắng, trơn, không có tì vết. Thì câu trả lời nó sẽ là cái sản phẩm ngày hôm nay, thưa quý vị. Sản phẩm này đã được nghiên cứu rất là kỹ và được tung ra thị trường. Và thưa quý vị, trong lần trước chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm cũng về da nhưng mà thoa phía bên ngoài. Thì ngày hôm nay sản phẩm này đó nó là làm theo một cái hình thức là gummy. Thì quý vị thấy trên màn ảnh là cái chữ gummy, tức là quý vị có thể bỏ vào miệng và nhai. Thì như quý vị đã biết, ở tại đất nước Hoa Kỳ này đó, tất cả những cái sản phẩm nào từ thức ăn cho đến thuốc, nếu mà để bỏ vào trong miệng để uống hoặc là ăn hoặc là nhai đó, nó sẽ qua một cái phần kiểm soát hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng nếu không qua cái phần mà kiểm soát rất là chặt chẽ của những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm về sức khỏe đại chúng. Cho nên cái sản phẩm này được cho phép sử dụng tại Hoa Kỳ, được bỏ vào trong miệng để sử dụng, thì quý vị cũng biết rằng là rất là khó khăn để mà vượt qua những cái điều kiện hết sức là khắt khe và chặt chẽ của cơ quan kiểm phẩm Hoa Kỳ. Và một lần nữa, cái sản phẩm này trong đây nó sẽ có những cái chất gì và nó tại sao nó lại giúp cho quý vị đẹp da. Chúng tôi muốn mời quý vị nghe cái phần giới thiệu của cô Ngọc Nhi. Tại sao cái sản phẩm nó đẹp da? Tại sao có những cái sản phẩm như là collagen, có những cái sản phẩm thoa ngoài da, cũng có những cái sản phẩm quý vị có thể sử dụng uống vào. Và cái công dụng của cái sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là gì? Trong đó nó chứa những cái hành chất gì? Bây giờ thì xin nhường lời cho Ngọc Nhi để Ngọc Nhi giới thiệu cái sản phẩm đặc biệt này đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị biết cái đa số chúng ta không biết retinol là cái gì. Chất retinol là một cái chất rất là đặc biệt và nó cực kỳ mạnh. Quý vị biết đó là retinol là một cái chất làm trắng da siêu mạnh và siêu nhanh. Nhưng ở Mỹ đó, quý vị muốn dùng cái chất retinol này đó để mà quý vị đưa lên da đó, quý vị phải đi bác sĩ về chuyên về da. Và đặc biệt người bác sĩ đó phải xem cái làn da quý vị coi có đúng là cái làn da đó cần chất này hay không, bởi vì nó cực mạnh. Chỉ cần quý vị thoa quá liều, nó sẽ hư da quý vị. Retinol là một cái chất cực mạnh được chiết xuất phân tích từ cái vitamin A.
Mà thưa quý vị, nếu mình lạm dụng nó trên da thì nguy hiểm lắm, cho nên phải có giấy bác sĩ và chỉ được dùng một tuần thoa một lần lên da mà thôi. Và đặc biệt nếu quý vị dùng thoa lên da đó thì tác dụng phụ của nó là thế nào? Nó tẩy cái da quý vị, nó làm mỏng đi. Và sau khi nó tẩy, nó làm mỏng đi rồi, mà nếu quý vị không có chịu chăm sóc nó cho kỹ thì quý vị sẽ bị nám nặng hơn và hư hơn. Vì vậy có một số công ty mỹ phẩm người ta đã làm sai, người ta bởi vì ham là cho muốn trắng nhanh ra khách hàng để được tiếng. Người ta đã dùng cái chất retinol này và mua tại Trung Quốc để bỏ vào mỹ phẩm người ta. Và người ta bán cho quý vị với những cái thành phần là làm trắng cấp tốc. Thì anh biết không, khi mà mình dùng cái đó lên da mình á, mà mình không biết, tại trong cái mỹ phẩm họ không có biết warning, tại vì họ không phải là chuyên viên. Cho nên khi mà người ta dùng thoa lên da đó, trong vòng 1 tuần, 2 tuần anh, người ta rất là trắng, tàn nhang, đồi mồi, nám biến mất, nhưng đồng thời cái tế bào da chết luôn. Và chỉ cần sau khoảng 1-2 tháng, thậm chí là 6 tháng thôi thì làn da người ta tiêu luôn. Rồi bởi vì cái chất retinol này nó cực kỳ độc hại nếu mà thoa trực tiếp lên da đó anh. Không thì thật sự ra thì tôi hình dung ra cái mà cô vừa giải thích đó, là thí dụ bây giờ chúng ta đi thẩm mỹ viện, chúng ta lột da mặt đi. Lột da mặt có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái lớp da chết của chúng ta sẽ được lột ra, tẩy ra. Thì lúc đó cái làn da non của chúng ta ở trong nó rất là yếu. Vâng. Và nó rất là mỏng. Và nếu mà không cẩn thận đó, khi mà nó nám lại rồi, nó khó lắm. Nó khó để mà tẩy rửa lắm. Tại vì lúc đó nó chỉ còn có cái làn da mỏng nữa, mà bây giờ lột ra nữa thì còn da đâu nữa. Đúng rồi. Cho nên nó khi mà nó bị cái trường hợp đó đó, nó rất là khó chữa thưa quý vị. Đó là cũng là lý do mà nhiều khi những cái người mà đi thẩm mỹ mà lột da mặt về đó, thì người ta phải tránh nắng trong một cái thời gian nào đó rất là lâu, để cho cái làn da bắt đầu những cái biểu bì ở trên da đó bắt đầu nó tái tạo lại, nó lành lại, thì lúc đó mới có thể đi ra ngoài nắng được. Vâng. Thì thưa quý vị, vì vậy đó mà công ty Billmore đó đã nghiên cứu là không có đưa cái này lên da người ta. Bởi vì quý vị không có là phải chuyên gia cho nên quý vị sẽ bị hư da. Chúng tôi đã may mắn thành công hợp tác với một cái trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất nước Mỹ là tìm cách đưa chất retinol này vào cái viên cho quý vị dùng. Và khi nó vào cơ thể chúng ta đó anh, nó phân bổ đều. Cho nên thứ nhất, nó không làm hại cái bề mặt da của anh. Và thứ nhì, nó kết hợp với một cái vài cái vitamin của nó. Nó làm cho mình trắng đều cơ thể. Và đặc biệt là không hề 100% có tác dụng phụ. Không, cái điều này nó quan trọng lắm cô. Bởi vì tôi đang hình dung mà nếu mà xài ngoài da mà xài có cái mặt không, tự nhiên cái mặt trắng bách mà cái mình đen thui nó cũng kỳ lắm đó. Vâng, nhưng mà bà tháng sau mặt sẽ nám luôn đó. Anh tưởng tượng phong phú thiệt thưa quý vị. Thì thật sự thưa quý vị, cái chất này đó, nó đặc biệt mà một cái nữa là kết hợp với các loại 10 loại vitamin đứng đầu thị trường mỹ phẩm quốc tế hiện nay. Quý vị nào mà đang ngồi trên màn hình, quý vị có thể lên bấm là M-Body. Quý vị nhìn trên màn hình, đây là cái công ty M-Body, là chữ E, chữ M của mình đó, chữ M tiếng Việt Nam mình đó là M-Body. Đây là công ty con, một công ty thứ nhì của Billmore đang thành lập và đặc biệt chỉ phân phối cho thị trường người Mỹ và người Mỹ mà thôi. Một ngày đó, chúng tôi phân bổ trên 1.000 hộp này cho tất cả những người Mỹ và người Mỹ họ bị tàn nhang đó anh. Tàn nhang rất là nặng với người bản xứ. Thưa quý vị vào công ty là M-Body. Nhớ lặp lại là M là chữ M tiếng Việt Nam mình và chữ Body dính chung. M-Body. Thì thưa quý vị thấy rằng đây là sản phẩm first world đầu tiên của thế giới đưa cái chất này vào miệng mình để uống vào làm trắng da chứ không phải sức nữa. Quý vị rất là bất mãn khi phải đi bác sĩ, phải xin cái toa của nó và phải về dùng đúng là một tuần chỉ được thoa một lần thôi. Và tuyệt đối không được ra nắng trong cái ngày thoa đó. Nó rất là khó khăn. Nhưng cái viên này, chúng tôi thành công nghiên cứu đưa vào cái viên gummy là nhai thấm thấu cấp tốc. Có nghĩa rằng khi quý vị nhai nó vào đó, thì cái chất trong này đó nó thấm vào cái màng lưỡi chúng ta. Và lập tức nó work liền để nó làm cho quý vị nhanh nhất mà thấm thấu nhanh nhất. Thì cái chất retinol này quý vị nào mà mình có con cháu giỏi cái computer đó, mình lên mình bấm retinol của công ty là M-Body. Đó là công ty con của Billmore. Thì quý vị thấy rằng tác dụng nhanh thì thưa quý vị, Ngọc Nhi dẫn cho quý vị thấy là những cái tác dụng của cái chất này đi vào cơ thể chúng ta và bám vào thành ruột chúng ta ngay khi nó vào và nó bám vào cái thành ruột chúng ta, lập tức cái chất trong cái thành ruột chúng ta đó sẽ biến đổi chất và đổi cái chất retinol này thành một cái loại vitamin và đưa trực tiếp lên da liền. Thì quý vị nhìn lên màn hình là chúng tôi có 10 loại vitamin trên đây.
Thứ nhất á, là retinol là vitamin A. Thì cái chất vitamin A đó nó giúp ngăn chặn cái ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn cái quá trình phá vỡ collagen quý vị. Thứ nhì nữa là vitamin C. Quý vị biết là vitamin C là một cái chất mà chống oxy hóa mạnh đó anh. Nó ngăn ngừa là nám da, nó ngăn ngừa những cái đốm trên da chúng ta. Và nó đặc biệt là nó trị những cái sẹo thâm nám và sẹo lồi lõm trên da chúng ta. Rồi kế nữa là vitamin D3. D3 là nó giúp cho chúng ta tăng cường cái chức năng của xương, tăng cường miễn dịch, rồi điều chỉnh tế bào, kích thích phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Rồi vitamin E làm đẹp da nè, làm cho giúp da mịn màng nè. B6 nữa nè. B6 là đặc biệt mình dùng cái này đó, nó tăng cường cái chức năng thể chất tâm lý của mình và duy trì chức năng thần kinh, giúp quý vị không có bị stress, không bị trầm cảm và giúp trao đổi chất tốt hơn. Rồi cũng như thích nhất là Nam Phong là cái chất acid folic, là một cái chất mà nó cái dạng của vitamin B9, nó giúp cho nuôi dưỡng tế bào, tạo ra cái DNA mới cho tế bào. Thì thưa quý vị, trong những cái chất đó đó, quý vị thấy nè, thay vì quý vị anh phải đi chợ anh mua là một cái viên vitamin A cho đẹp da, viên C cho trắng da, rồi viên B6 cho bổ máu, bổ tế bào, viên B12 cho tươi da, anh phải uống cả bụm thuốc. Thì trong cái viên này đó quý vị, nó có cả 10 cái vitamin nằm trong đó và tất cả đó nó vừa làm đẹp da. Đặc biệt nhất cái chất acid folic đó là nó giúp cho quý vị là tóc mình, nó làm cho cái màu tóc của mình á giữ được đúng cái màu tóc của mình, nó không có bị bạc đi, nó không có bị đổi màu đi khi mình nhuộm tóc nhiều. Và hay nữa là tóc mình sẽ dày, sẽ dài và móng tay cũng sẽ chắc hơn. Đó là những cái chất mà nằm ở trong cái viên thuốc này. Chưa kể những chất đặc biệt thêm nữa như là mình có chất biotin nè, là làm cho quý vị là cái tóc mình nó chắc, nó không có bị gãy ngang đó anh. Rồi hay nhất, nghi thích nhất đó là trong những cái viên thuốc của cái chất B5 trong này đó, nó giúp mình trị cái chứng hói đầu, nghiện rượu, mụn trứng cá, hen suyễn, rối loạn tâm lý, tự kỷ, suy tim, rối loạn hô hấp, viêm đại tràng, co giật, viêm bàng quang. Và cuối cùng là cái chất zinc, cái viên zinc đó thì nó sửa chữa cái tế bào gốc cho DNA, cho da mình. Và kết cục là nó sẽ làm không có bị nhăn, bị thẹo mụn. Thì trong này thưa quý vị, những cái chất mà tuyệt vời đó nó kết hợp trong một cái chai này. Thì mỗi một ngày đó là anh chỉ cần nhai 2 viên mà thôi. Cái Ngọc Nhi thích nhất là khi mà Ngọc Nhi ăn sáng xong hoặc là ăn trưa xong đó, mình ăn snack buổi trưa đó anh, mình nhai 2 viên nó rất là thơm, nó ngọt ngọt chua chua. Và chỉ cần quý vị nhai một hộp vậy là 60 viên là dùng được 30 ngày. Quý vị cảm nhận được là cái da quý vị nó trắng. Thứ nhì là sẹo nó mờ dần và sẹo lõm nó đưa lên. Cái đến nữa là những cái vết nhăn. Hay nhất là quý vị trị nhăn, nếu quý vị nào lớn tuổi mà mình cảm thấy rằng bây giờ cái mặt mình nó nhăn quá rồi, mỹ phẩm nó không work nữa rồi, thì một ngày 2 viên và nhớ chỉ 2 viên mà thôi, tuyệt đối không được 3 viên. Đó, thì nó làm cho trị nhăn nè, nó giúp cho mình hết nhăn nè, rồi giúp cho mình trắng da toàn thân nè. Rồi đồng thời 10 loại vitamin đó, đó nó kết hợp để nó tạo lại cái tế bào gốc cho da quý vị. Nó kích thích chính cơ thể quý vị để loại bỏ những cái đốm trên da. Anh biết cái ngày đầu tiên mà công ty đưa ra thị trường của Hoa Kỳ đó anh, chỉ một cái ngày đầu tiên mà tung ra thị trường của Mỹ đó quý vị, online thôi, Ngọc Nhi bán trên 1.000 hộp. Trên 1.000 hộp. Và hiện giờ thưa quý vị, thị trường của Hoa Kỳ cực kỳ thành công. Vì vậy thì quý vị thử cái viên này đi. Một hộp 60 viên chỉ có $32 mà thôi. Một ngày nhai 2 viên, Ngọc Nhi guarantee quý vị trong vòng 30 ngày, dưới 30 ngày, quý vị cảm nhận được cái thần kỳ của nó với làn da quý vị. Và quý vị nhớ, hãy vào trang web là mbody.com. Đây là sản phẩm có đề rõ ràng là the first world, có nghĩa là đầu tiên của thế giới xuất hiện từ cái chất độc hại mà sức lên da không được đó, đưa vào cái viên thuốc này để biến đổi cái cơ thể chúng ta, tái tạo làn da một cách tuyệt vời. Mà đây là cái viên thuốc đầu tiên của thế giới. Quý vị sẽ là những người phụ nữ đầu tiên may mắn mà biết làm đẹp như thế này. Anh thấy không, có rất là nhiều người phụ nữ thích trắng da, thích hết nhăn, hết sẹo. Và đặc biệt cái viên này nó trị mụn cực kỳ hay anh. Người lớn mà bị mụn đó, trị không hết nó cũng hết nữa. Thì nếu quý vị cảm thấy rằng chúng ta là những người mà cần làm đẹp từ bên trong để giữ 10 năm,
15 năm hay là 20 năm về sau, chúng ta vẫn như ngày hôm nay, thậm chí đẹp hơn ngày hôm nay với cái làn da, thì hãy thông minh follow theo những cái tiến bộ khoa học. Retinol là một cái loại viên thuốc thông minh có thể tái tạo cái làn da quỳ thần kỳ trong vòng 30 ngày là có kết quả. Một ngày tuyệt đối chỉ dùng 2 viên mà thôi, và giá chỉ có 32 đồng một hộp mà thôi quý vị. Có nghĩa là mỗi một ngày chúng ta chỉ tốn có 1 đồng, tính ra cỡ khoảng 1 đồng. 1 đồng, vâng. Mấy sen thôi. Thì chúng ta có thể giữ được cái làn da của mình nó thật là đẹp, thật là tươi trẻ. Và thưa quý vị, theo các nhà khoa học cho biết, khi mà người ta đưa một cái chất nào đó vào cơ thể đó, từ ở bên Đông y cũng như Tây y, người ta có cái lý do sử dụng rất là nhiều cái chất ở trong đây. Tại sao như vậy? Bởi vì đó, cái chất chính ở trong đây đó là retinol lấy từ vitamin A. Nhưng mà để cho vitamin A có thể hoạt động hữu hiệu và phân bố đi toàn cơ thể đó, thì phải có thêm những cái chất mà chúng ta cứ tạm thời nôm na gọi là chất dẫn. Dạ, tức vâng. Là những cái vitamin kia đó, nó sẽ giúp cho cái vitamin A này nó đi đều hết khắp cơ thể và nó có cái hiệu quả hơn. Đó là cái lý do mà tại sao quý vị sẽ thấy nó có đến 10 cái loại vitamin ở trong đây. Và cái vitamin ở trong đó, nó ngoài cái chuyện mà giúp làm đẹp làn da, thì như quý vị có nghe Ngọc Nhi nói lúc nãy, nó sẽ còn giúp chúng ta rất là nhiều ở trong cái vấn đề mà bảo vệ cái làn da của chúng ta, mà đặc biệt đó là nó từ ở bên trong. Và từ bên trong mà nó bảo vệ ra để nó làm cho làn da đẹp đó, thì cái làn da đó sẽ là một cái làn da vô cùng mạnh khỏe. Dạ vâng. Mà đặc biệt cái viên này đó anh, nó trị chứng hói đầu. Phụ nữ chúng ta lớn tuổi đó, vẫn có nhiều người phụ nữ bị hói đầu, rụng hói phía trán hay phía trước hết. Thì cái viên này đó nó trị cái chứng hói đầu, thậm chí những cái da đầu bị khô, bị gào, nó cũng trị được luôn. Là bởi vì những cái chất vitamin trong này đó, nó kết hợp tuyệt vời. 10 thành phần độc đáo nằm trong cái chai này. Khi quý vị mua về, quý vị cứ, Ngọc Nhi không có nói dối, cho nên quý vị cứ cầm cái chai lên. Và phía sau này đó là có cái bảng thành phần của những cái loại vitamin. Thì bấm cái chữ vitamin A lên cái phone quý vị, smartphone là gì, vitamin B là gì, vitamin D5 là gì, zinc là gì, thì nó sẽ hiện lên những cái chức năng của những cái loại vitamin đó, nó kết hợp thế nào để mà tác dụng cho quý vị. Thì trong này đó quý vị, Ngọc Nhi mở ra ha, quý vị thấy là Ngọc Nhi có những cái viên nhỏ 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 như vậy. Nếu mà nhìn trên màn hình đó, có những cái viên trên màn hình rồi, thì đây là những cái viên thuốc mà cái viên nó rất là dễ thương. Quý vị nhai vào đó, nó dẻo, nó thơm như kẹo xinh gum, nhưng đặc biệt là nó thấm thấu nhanh vào cái đường lưỡi của quý vị, vào cái đường nước bọt của quý vị, và đưa lập tức vào cơ thể. Thì đây là cái viên thấm thấu cực nhanh và làm trắng da cực tốt. Quý vị xin đọc lại cho quý vị như vậy nè, là retinol là một cái chất làm trắng da. Nhiều năm về trước, retinol phải đi văn phòng bác sĩ mới xin được cái chất đó là để thoa lên da, trị nám da. Nhưng bác sĩ luôn luôn qua nình rằng chỉ được thoa một lần một tuần mà thôi. Và cái ngày thoa đó phải ở trong nhà, đừng có ra nắng. Và sau khi dùng xong rồi cũng không được ra nắng nhiều, phải thật là kỹ như là em bé vậy, thì nó quá bất tiện. Biomol là một công ty đầu tiên trên thế giới đã hợp tác với viện nghiên cứu với tế bào da và sản xuất ra cái chai thuốc này, làm trắng da toàn thân, đồng thời giúp quý vị là không có bị hói đầu, không bị trầm cảm, không bị nhăn, không bị thẹo mụn, và làm lành vết thương, làm những cái thẹo lồi lõm lâu năm quý vị nó hiu lên, và cuối cùng là nó tạo quý vị một cái làn da, cả cơ thể quý vị một cái màu da mịn màng tuyệt vời và không tì vết. Cộng với là cái màu tóc của quý vị, nó sẽ giữ được cái màu tóc tự nhiên của quý vị và mượt tóc, bóng tóc nữa đó. Dạ vâng, thưa quý vị, cái điều kỳ diệu ở đây đó là từ một cái sản phẩm mà ở ngoài da mà phải có toa bác sĩ mới có thể sử dụng được, thì các nhà nghiên cứu đã tạo một cái kỳ tích là đưa nó vào trở thành một cái loại để quý vị có thể uống. Và dĩ nhiên như Ngọc Nhi nói, nếu mà quý vị thoa ngoài da, quý vị phải tránh ngoài nắng. Còn cái này quý vị uống vào đâu có cần tránh nắng, phải không? Không cần, vâng. Tức là quý vị vẫn sinh hoạt rất là bình thường. Và thưa quý vị, một chai như vậy quý vị có thể sử dụng một tháng. Tính ra thì chỉ có khoảng 1 đồng một chai, mà nó lại giúp cho cái làn da của quý vị đẹp. Quý vị hãy cho mình một cái cơ hội để thử xem cái hiệu nghiệm của cái loại retinol lấy từ vitamin A này nó như thế nào. Và chúng tôi tin là quý vị sẽ rất là hài lòng.
Và thưa quý vị, xin quý vị hãy liên lạc ngay với công ty mỹ phẩm Forever Billmore để có được cái sản phẩm này qua số điện thoại là 1-888-933-7624. Hoặc là quý vị nào ở San Jose, quý vị có thể đến thẳng công ty Forever Billmore có một văn phòng ở trên đường Center. Thì quý vị đến đó, quý vị hỏi cái sản phẩm này để quý vị có được cái sản phẩm hết sức là đặc biệt này. Thì không biết là tuần này khi mà chúng ta gửi đến quý vị cái sản phẩm này đó, thì cái giá đó 32 đồng thì tôi thấy nó quá rẻ. Nhưng mà khi mà nó đã rẻ rồi đó thì chắc là chúng ta có một cái gì đó tặng thưởng cho quý vị hay không, hay là bởi vì nó quá rẻ rồi cô không có tặng được nữa. Vâng thưa quý vị, cái giá rất là rẻ nên Ngọc Nhi không có tặng được nữa. Và thưa quý vị biết đó là quý vị mua đó, mình mua khoảng 3 hộp, cũng như có rất là nhiều khách hàng trên mạng họ đặt 3 hộp là bởi vì họ dùng, mình mua trên 80 đồng được free shipping. Nhưng mà quý vị dùng đi 3 hộp, quý vị thấy rõ ràng là thì ra bao nhiêu năm nay chúng ta đã sai lầm trong cách làm đẹp. Đây là cái viên thuốc duy nhất trên thị trường hiện nay. Xin nhắc lại quý vị lên cái trang web là M-Body hoặc là cái tên Retino Gummy đó. Quý vị biết được rằng đây là cái viên thuốc thần kỳ. Nó có thể biến đổi những cái tổn thương về da quý vị trở thành một cái làn da mịn màng và mượt mà. Thì hãy lên thử coi đúng đây là một cái viên thuốc là đầu tiên của thế giới ra thị trường bằng cái chất retinol này và đưa vào uống chứ không phải là thoa lên da như từ mấy mươi năm qua. Thật nhanh ở đây xin được hỏi cô Ngọc Nhi đó là cái vấn đề bảo quản cái này đó nó có khó không? Thí dụ chẳng hạn như chúng ta phải bỏ trong tủ lạnh hay là chúng ta để ở ngoài? Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là cái viên thuốc mà quý vị có thể để bình thường như anh ăn kẹo gum ở nhà, những vitamin thôi. Mà anh lưu ý cái này đó là thưa quý vị, thay vì mình để 10 cái chai vitamin về da, về xương, về tóc, về móng tay, về nhăn, rồi về ruột. Bây giờ cần một chai thôi. Và hai viên một ngày mà thôi. Và nhai rất là ngon. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm rất là đặc biệt của công ty mỹ phẩm Forever Billmore Retinol chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị. Mong rằng là quý vị hãy liên lạc ngay với công ty để có được cái sản phẩm đặc biệt này. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thưa quý vị, xin nhớ số điện thoại của công ty 1-888-933-7624. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chào Ngọc Nhi và xin mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Vâng, trước khi kết thúc chương trình, Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị lại, đây là viên thuốc đầu tiên trên thế giới sản xuất ra bởi chất retinol, một cái chất làm trắng da an toàn, đã được FDA Hoa Kỳ đồng ý cho phân phối. Và thưa quý vị, đây là cái viên thuốc duy nhất, trong đó có 10 loại vitamin kết hợp để làm đẹp da, tóc, móng tay cho quý vị. Đây là sản phẩm thật là độc đáo. Hãy gọi ngay bây giờ để quý vị có được cái chai thuốc thần kỳ này. Là một người phụ nữ thông minh, hãy chọn cách làm đẹp thông minh nhất và an toàn nhất. Đó là cách làm đẹp từ bên trong. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Billmore trong nhiều năm qua. Một lần nữa, Billmore đã không làm thất vọng quý vị bằng cái viên thuốc Retinol này. Một lần nữa, viên thuốc trắng da lần đầu tiên xuất hiện. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật vui. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Retinol Gummy của công ty Forever Billmore là một loại viên nhai được nghiên cứu và bào chế với đầy đủ các loại vitamin. Vitamin A là một chất sau khi bào chế sẽ thành retinol, giúp giảm các đốm đồi mồi tàn nhang trên da. Vitamin C và zinc là những hợp chất làm trắng sáng da, hỗ trợ sự tái tạo collagen, sửa chữa DNA, giúp da trẻ hóa. Vitamin B12 có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa sự rụng tóc. Retinol Gummy sẽ cho chị em một làn da sáng hồng mịn đẹp, một mái tóc mượt mà như mơ ước. Mọi chi tiết xin gọi 1-888-933-7624. Sản phẩm Glamour's Caviar Collagen Beauty Drink của công ty Forever Billmore là một sự tổng hợp các công dụng làm đẹp, bồi bổ sức khỏe và giảm bệnh tật. Thành phần chiết xuất từ nhau thai trứng cá hồi và collagen sẽ giúp tái tạo tế bào gốc và chống lão hóa cho da. Trong khi đó, COQ10, tinh chất sụn cá mập và elastin từ động mạch chủ cá ngừ sẽ giúp quý vị có một giấc ngủ êm, giảm stress, bồi bổ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Hãy gọi Forever Billmore 1-888-933-7624.